ở Hạ Long, Quảng Ninh. Cô ở đâu ạ? Ờ, Vịnh Hạ Long. Ở đây nè. À, thế ạ? Tấp lập hơn là... quá là đẹp. Dạ vâng, đẹp lắm. Quá đẹp. Chưa có dịp đi đó. Dạ vâng. Bây giờ đi, nếu mà ở Cần Thơ đi cũng tiện lắm ạ. Có sân bay bay thẳng luôn á. Vâng. Từ sân bay về đến... Vâng. Mà cái sân bay đó đến trung tâm nó hơi xa một xíu. Ờ dạ rồi, cả nhà mình lưu ý giùm em là bây giờ tàu mình chuẩn bị chạy, cho nên vui lòng là mình đừng có để hai tay hai bên hành tàu giùm em nha. À, dạ cô chú anh chị nào mà còn chưa áo phao đó thì tối em hỗ trợ áo phao nha cả nhà. Dạ bây giờ tàu mình chuẩn bị chạy rồi nè. Hà Nội. Ở bển quá trời.